Anh nuôi hoàng phục. Anh có thể chỉ em một vài skill nếu em muốn. Ok, em Ok. Cái skill đầu trước đi ha, skill Nana cỡ Benjamin. làm Rồi, em ok, là cái hai thì chị em cái này mà cái mà đánh gót đá về. Cái mà kiểu dạng như là lừa người nhưng mà người kiểu dạng như là không biết cái banh ở đâu á. Rồi. vâng. Anh có thể là lên đây để cho em không? Được. Lên chị luôn ha. Rồi, ok. Ok. Wow. Cái skill thứ nhất là cái skill thứ nhất mà anh muốn chỉ em đó là skill qua người tốc độ. Người tốc độ hả? Rồi ví dụ như đối phương ở đây đi, ví dụ như đối phương ở đây đi nha. Rồi đối phương muốn lấy banh đúng không, đối phương trước cửa vậy nè đó, thì trước tiên em phải làm gì, chêu người đó thì em phải kiểu dạng như là cho nó vô cái động tác giả của em có nghe em nói rõ Có. không. Rồi nè đối phương ở đây đi, rồi muốn lấy bàn đúng không, quơ cái rồi nè, ví dụ nè, quơ cái nè, khi mà quơ á nè nè, tại vì ở đây hơi khó nha, tại vì cái giường á cho nên là hơi Đang ngủ khó đó mềm, nè, đang ngủ mềm. quơ cái 5 lần cho anh, 5 lần cho Wow. anh nè, quơ cái 5 lần cho nó ngáo luôn, cho nó ngáo luôn, thấy không, quơ sợ hãi không. Đỉnh. Nhưng mà em xem kiểu em xem cái thực tế ấy. Biết không, kiểu Đó, dạng như là em quơ, thứ nhất là em phải làm động tác giả, thứ hai mà khi em quơ 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 vậy đó em phải nhìn kỹ vào mặt nó, khi mà nó ngáo á quẹo qua cái là qua người. em cũng xem cái đấy nhưng mà nó kiểu nó áp dụng thực tế, anh em xem cái đấy nó kiểu nó hài hài.